Kêu anh em ơi. Ôi. Ôi thôi anh em ơi. Chó rồi. Ây. Ôi thôi xong rồi. Tôi Ngọc Nguyên, thử trình của kẹo đó. Ôi. Cái đầu. Ôi. Sao cái này dở bị cuốn cho ta? Tìm phải chọn này cuốn luôn á anh em. Mạnh idol, toang. Trời ơi, cuốn thẻ là chết luôn á anh em. Mày chọn nào đây? Ủa là trời. Sao dở toang vậy anh em? Alo Mạnh idol nha. Dở đi đứt chưa? Ôi cái này chắc... Thái tạ, toang rồi. Cái gì toang anh ơi anh em? Đội cứu hộ mà. Mới gặp đội cứu hộ. Ôi. Ôi chê, kiểu này giờ sao anh em? Khá vậy ta. Tí võ, ôi. Nó cuốn mờ. Cuốn hay là đen thẻ gì anh em? Đội cứu hộ cuốn kẹo hả? Cuốn hay đen thẻ hay là đen... Chiêu đùa tình cảm hay là đang làm cái trà chóng gì đó anh em nhìn ra được không vậy? Sao kiểu bối rối của Đông Như chứ hả? Sao kiểu bối rối dữ ta? Mạnh idol, kẹo đẹp trai. Anh em nhìn ra được không? Kiểu thấy sao kiểu nhìn không ra được vậy? Kiểu thấy là kiểu đang ở trong cái dòng thủ không biết khi nào ra được nè. U là chờ. Rồi sao anh em? Mạnh Cường, đang thả rồi. Đang thả hay là... Ôi. Là sao anh em? Giúp kiệu trả lời câu hỏi ơi. Vòng quanh trái đất luôn kìa. Ôi, giờ kiệu đi chậm quá rồi, chàng Lý chết. Chàng Lý chết. Tí võ, lắc đầu với nó đi. Lắc đầu với nó đi vậy. Về xe trời. Sao bị mất niềm tin về cuộc sống này vậy ta? Bị cảm thấy mất niềm tin vậy ta? Ôi, sao cái đất rộng đây cơ? Lấy đất không ta? Lấy lương, xong rồi. Lấy đất chỗ này không? Ui, sao chạy nhanh lên ta? Sao chị nhanh lên chỗ này ra? Ôi là trời. Thôi. Doàn Tuyến, ha ha. Ôi chị nhanh lên dưới khúc này nhá. Đi ơi trời. Giờ tắt đất tắt quạt anh em ơi. Ồ, xuyết bên hông kia nữa kìa. Yêu kiệu nên vắng một tí à. Ôi quắng. Đinh Nguyễn Chí Đạt, trêu đùa rồi. Ôi trêu đùa rồi. Vậy mày nói đội cứu hộ đây á, anh vô anh cứu miễn phí cha. Anh không có lấy một đồng nào đâu. U là chờ. Ôi. Ôi giỡn anh em. Sao kìa thấy giống thiệt kìa. Đội cứu hộ đây nói anh vô cứu miệng phía trong. Mạnh idol, bình tĩnh anh. Ôi, cái đuôi kiểu lòi đấy kìa. Ôi nó quen, bọc với một vòng nữa kìa. Căng rồi. Ra anh em, tóc biến tóc hành ra anh em ơi, nhảy ra. Ôi kìa này chắc đi quá anh em ơi. Đang hạng 4 nữa anh em. Còn bê bật nữa à. Tuần anh, mấy giờ anh? Trời ơi, đang nằm ở đây nè, các đừng có vô cái me chọn đây anh em ơi. Me chọn đi, 7-8 con lận. Vừa tới 7-8 con rồi kìa. Vô chết á, đỡ kiều chết rồi. Anh em vừa kéo theo anh em chết nữa rồi sao được. Ở ngồi đó đi, ở ngồi chơi đó đi. Vừa kiều sắp đi rồi mà vô đâu cứ cứu được nữa đâu. Mà vô anh em lại chết nữa. Thay vì đỡ kiều chết rồi anh em ở ngồi đó đi. Tư Thị Ngọc Nguyên, không cứu SC đạo. Anh em chạy đi anh em ơi. Đừng có vô dính vô cái me chặn này. Me chặn này hơi bị kinh đó anh em.
Ôi ôi shit, ôi trời trời trời. Ôi chọc ém luôn kìa. Kiếm đường ra anh em. Đi anh em ơi, không cứu được nổi Kiều đâu. Ở Kiều chết đây, anh em mình qua bên kia chơi chứ cái mày chọn này. Tập lâm lé á. Cao, nó phá kẹo rồi. Ôi. Ôi 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 ôi. Siết cho mạnh luôn kìa. Ôi. Ôi ôi ôi. Giải cứu Kiều anh em ơi. Thôi. Ôi. Ôi ôi. Lóc xáy luôn rồi. Ôi ôi, kiểu này chắc đi rồi. Ôi anh em ơi, đừng có vô anh em ơi. Trong này mê chọn tập lâm le à. Vô là ra không được á. Nguyên Cường, cảnh tác đâu nó. Ôi. Ôi. Lắm lúc thấy ai đã giăng tay đón tôi vào lòng cho tiếng cười một lần thôi người lẹ ơi. Ôi. Cứu anh em ơi. Ôi. Ôi thôi anh em ơi. Chết rồi. Ây. Ôi thôi xong rồi. Cục Ngọc Nguyên, thử trình của kẹo đó. Ôi. Cái đầu. Lại sao anh em? Đang chiêu đùa tình cảm à? Lại sao? Giúp Kiều trả lời câu hỏi anh em. Giúp Kiều trả lời câu Bánh hỏi ơi. Xưa. Cây. Lại sao? Nó rã, giải thích rã anh chị.